lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru man mát êm như sáo diều giật giờ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thank you.
trong mọi sự vui vẻ trong nhà. Nào một cùng các anh đời đời. Con cầu xin trở nên Chúa Kitô Chúa chúng con. Thank you.
bà nem và các con cháu về nhà ta. Gia đình ông bà và bố tàu bên nhà ta, gia đình ông Nam và các con cháu ở Vĩnh Bảo bên nhà ta, gia đình ông Quý ở Hào Nai bên nhà ta, đại diện gia đình cụ Kèn và con cháu về nhà ta, đại diện chị em cô Mau và con cháu về nhà ta, đại diện gia đình cụ Hưởng và con cháu về nhà ta, đại diện gia đình chị em ông Khang và con cháu về nhà ta, đại diện gia đình bà Hồng và con cháu ở Hải Dương về nhà ta, đại diện gia đình chị em và nhớ mãi và con cháu về nhà ta, đại diện gia đình cụ Gạch và con cháu về nhà ta, đại diện gia đình chị em và không ông Tẩy về nhà ta, đại diện gia đình cụ Quý và con cháu về nhà ta, đại diện gia đình chị em và Minh và con cháu về nhà ta, đại diện gia đình con cháu của bà Sâm về nhà ta, đại diện gia đình chị em cụ Hầu và con cháu của người ta, đại diện gia đình cụ Đúng và con cháu của người ta, đại diện gia đình cụ Hiền về nhà ta, đại diện gia đình cụ Toán về nhà ta, đại diện gia đình ông Bằng về nhà ta, đại diện
gia đình ông kẻ của người ta. Đại diện gia đình tình quản của người ta. Đại diện cuộc sống bên nhà ta. Đại diện gia đình cụ bố nhà ta. Đại diện gia đình bà thê nhà ta. Đại diện gia đình ông chín nhà ta. Đại diện gia đình ông Khê nhà ta. Đại diện gia đình ông Năm nhà ta. Có nhiều đối với nếu tình trước đó của tình phát ta thì vui nào tạo ra được quý trợ gia đình để nhận ra kiếp khi con này có được. Bây giờ đàn thần thế hướng tiếp tục tam tổ chức cũng nghe con đó lại và lúc 8 giờ tối hôm nay so thánh lễ ở đời thủy 9 giờ cuối thư cùng cộng đồng trở về nhà nhớ để tự lễ nghi theo chân của Phật Maria. Thank you.
thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời các cháu đạt hiếu lăng tất ở Hào Lang vào làm lễ dâng hương kính viếng bà.
sống thương đau của tăng duyên, hay lời cho ra để xin chân thành cảm tạ.
và họ sẽ có con cái nối dòng, dòng dõi họ sẽ trung thành với lời giao ước, và con cái họ nhờ họ cũng được trung thành, dòng dõi họ sẽ tồn tại đến muôn đời, và vinh quang của họ không bao giờ bị lu mờ. Đó là lời Chúa.
con cháu và con cháu một cháu tôi nói cảm ơn con thì là lần thiên chúa đã ban cho mẹ con cũng như gia đình chúng con có đóng có thể nói là rất khó khiến người tuyệt vời luôn mạnh khỏe minh mẫn mẹ con thì vẫn trong công ty này được hai quả này nhà được chúa gọi về một cách rất hay nặng êm ái nhẹ nhàng con xin cảm ơn quý phụ cùng toàn thể cộng đồng đã thương phước ngày hôm nay đến thăm hỏi động viên cầu nguyện cho mẹ con xin rất là cảm ơn sáng ngày mai con xin mời quý phụ cùng toàn thể cộng đồng trở lại gia đình được lễ nghi an táng và kính đức chúa ngài mẹ con về nhà thờ thứ sau đó mai đáng giải nặng quả sau khi tiến đưa mẹ con xong con xin mời quý phục cùng toàn thể cộng đồng trở lại gia đình cùng ăn với gia đình anh em chúng con mới tuần trời lúc tăng ra rất nhiều bối rối có nhiều điều thiếu sót con xin quý phục cùng toàn thể cộng đồng nhận thứ một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn. Thank you.
chân thành cảm tạ. Thank you.
Thank you.
ra khỏi căn nhà bên trước và cảnh ngắm ba lần của Maria cùng đồng hành và chia sẻ với chúng ta một tinh thần, một cơn gọi từ quy nhân hậu của Chúa và hiệp một lòng một trí lời cầu nguyện cho Maria thân Hey!
quyền xã và địa phương. Kính thưa các quý vị trong ban thường trực, ban hành giáo, nhà sứ và hòa thủy và các sứ hòa bạn, kính thưa quý chức, quý khách, kính thưa cộng đồng, kính thưa gia đình đang hiếu, cụ Maria Bùi Thị Sư sinh năm 1916, sinh trú quán tại thôn Đông Sinh Hòa, xã Đoàn Lập, huyện Yên Lãng, thành phố Hải Phòng. Sau một thời gian năm bảy, con cháu trong gia đình cùng với các thầy thuốc hết lòng cứu chữa, nhưng vì bệnh tình nặng kết hợp với tuổi cao sức yếu, cụ đã tạ thế tại gia đình vào lúc 22:30 ngày 15 tháng 7 năm 2010, tức là ngày mùng 4 tháng 6 năm Canh Dần, hưởng thọ 94 tuổi. An táng cụ Maria Bùi Thị Sự hôm nay có các vị đại diện hòa thủy cùng các sứ hòa bạn, các hội đoàn ban ngành nhà sứ và hòa thủy cùng cộng đồng. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương cùng các đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, các tổ chức hội hiệu có quan hệ với thanh giang, anh chị em bà con thân bằng tối hữu, khách xa bạn gần, nhân dân ở trong thôn ngoài xã đã về hội tụ được lễ tang cụ Maria Bùi Thị Sự. Sinh năm 1916, sinh trú quán ở thôn Đông Sơn Ngoại, xã Đoàn Lập, huyện Yên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cụ là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Những ngày gần đây, cụ yếu bệnh đã được các thầy thuốc, gia đình, các con, các cháu đã tận tình chăm sóc, phụng dưỡng và thuốc thang. Nhưng tuổi cao và sức yếu, cụ đã tạ thế hồi 22:30 ngày 15 tháng 7 năm 2010, tức là ngày 4 tháng 6 năm Canh Dần. Cũng như gia đình cụ phải sống cảnh khổ cực, nghèo đói, cụ đã xác định, cụ đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bé gia đình của các con cụ đều phát triển, đều là những người công dân có ích cho xã hội, các cháu nội ngoại đông đủ học hành chăm ngoan. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta diễn ra rất cay go và phức tạp, cụ đã có hai người con trai tham gia quân đội trẻ đọc Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ, lối sống hiền hậu, dễ tin, thảo lòng, tình nàng, nghĩa xóm, lẽ phải, nói những điều hay, làm những việc tốt. Ở thời kỳ hội nhập kinh tế phát triển, con cháu đang quy củ đã rời khỏi gia đình, bà con dẫn hồn cụ Maria Bùi Thị Sự. Đảng, nhà nước và nhân dân ta đã có nhiều những chính sách để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cao tuổi, mong cho mọi người già sống thọ, sống khỏe, sống vui, sống có ích cho gia đình và xã hội. Những người như cụ đã là gần đại thọ, cụ đã đóng góp rất nhiều công sức để xây dựng gia đình, xây dựng xứ đảng, xây dựng quê hương, như thế là quá quý. Xin chân thành cảm ơn chủ tịch. Kính thưa quý phụ ông bà, kính thưa cô chủ tịch, thay mặt cho Ủy ban Mặt trận
thường trực Ban Hành giáo, Nhà sứ và Hòa thủy. Kính thưa quý chức, quý khách, thưa cộng đồng, thưa gia đình đang quyến, hôm nay cộng đồng Nhà sứ và Hòa thủy cùng các vị quý khách gần xa có mặt tại gia đình nhà Hiếu hợp ý cầu nguyện từ lễ nghi an táng tiến đưa cụ Maria về nơi an nghỉ đợt ngày sống lại bên Chúa vinh quang. Cho các tôi được thay mặt cho cộng đồng nhà sứ Đông Xuyên và Hòa thủy nhân danh cá nhân xin gửi tới lời chia buồn và những tình cảm sâu sắc nhất tới gia đình cùng thân quyến. Thưa quý cụ, ông bà, thưa cộng đồng, cụ Maria sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ đạo Đông Xuyên. Cả cuộc đời cụ với cộng đồng xứ đạo Đông Xuyên, cụ đã thực thi lời Chúa dạy là mến Chúa, yêu người, trung thành với Chúa. Như đã biết, với cụ Maria đây là người tín hiếu, luôn sống đẹp lòng Chúa. Qua đời sống cũng như việc làm, cụ luôn chu toàn bổn phận là người vợ, người mẹ, người bà, người cụ, luôn sẵn sàng hy sinh chăm lo, cộng tác với cụ ông, dạy dỗ con cháu nên người và giáo dục trưởng thành đức tin Kitô giáo. Đặc biệt trước đây cụ ông còn sống, điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng cụ bà đã hy sinh cùng cộng tác với cụ ông để tham gia Ban Hành giáo của nhà sứ. Cụ đã luôn chăm lo đời sống đức tin cho các cháu trong xứ đạo. Khi cụ ông được về với Chúa, các con của cụ vẫn giữ vững đức tin, không có gì tách cụ cùng gia đình cụ ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Các con của cụ lại tiếp tục tham gia Ban Hành giáo của nhà sứ, lại cùng hy sinh giúp đỡ, tham gia chịu trách nhiệm biết bao năm trời là những ông trương, bà trương, giúp đỡ con cháu của xứ đạo lo lắng đời sống đức tin cho các cháu là mầm mống tương lai của xứ đạo. Ngoài ra, con cháu của cụ còn tham gia nhiều ban ngành trong xứ đạo để cùng góp phần xây dựng xứ đạo ngày một lớn lên, làm sáng danh Chúa. Thưa quý cụ, ông bà cùng cộng đồng, cụ Maria đây đúng là hạt giống tốt, sinh hoa kết quả. Kính thưa các quý vị đại diện cho Ban Thường trực Ban Hành giáo cùng các ban ngành của nhà sứ, kính thưa các vị đại diện cho quân dân chính đảng địa phương, kính thưa các vị đại diện cho hội người cao tuổi xã Đoàn Lập như tôn trung bên ngoài, kính thưa quý cụ cùng toàn thể cộng đồng, thưa bà con cô bác họ nội họ ngoại, thông gia liên gia cùng thân bằng quyến thuộc, quý khách gần xa, mẹ chúng con là Maria Bùi Thị Sự đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 15 tháng 7 năm 2010, được thọ 94 tuổi. Từ lúc mẹ chúng con được Chúa gọi về suốt ngày hôm đó đến ngày hôm nay, gia đình chúng con đã nhận được rất nhiều lời hỏi, lời thăm hỏi, động viên, chia buồn của quý vị, và giờ đây lại có mặt rất đông đủ để tiễn đưa mẹ chúng con về nơi an nghỉ.
hay, thật là một cảm động. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu cảm ơn quý vị cùng toàn thể cộng đồng đã thương và dạy cho gia đình chúng con rất nhiều tình cảm chân thành. Con xin chân thành cảm ơn. Sau khi tiễn đưa mẹ chúng con xong, con xin mời quý phụ cùng toàn thể cộng đồng trở về gia đình cùng ăn với gia đình chúng con bữa cơm, thường chia buồn cùng gia đình để chúng con có đôi lời cảm ơn. Trong lúc tang gia cũng có rất nhiều điều còn thiếu sót, xin quý phụ cùng toàn thể cộng đồng lượng thứ. Một lần nữa thay mặt gia đình con xin cúi đầu cảm ơn. Thôi, lễ tang của cụ tiếp tục được tiếp diễn. Chính mời đoàn chúng ta tiễn đưa cụ vào nhà thờ để cha cử hành những nghi lễ. Mọi người mời chúc gặp chúng ta khẩn trương đưa cụ ra. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua.
giáo. Chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hài của Maria, buổi thị sự mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở đường nhân từ trong khi xét xử của Maria này và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được ra hòa với Chúa Cha, được đứng chân chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, kẻ đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Cũng như mọi người đã qua đời trong ơn điển Chúa Kitô, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban mọi ân huệ dồi dào cho người tín hữu của chúng con khi họ còn sống ở trần gian này. Bài trích sách khôn ngoan: người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui, vì chưng tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi, cũng được Chúa rời đi nơi khác và được đem đi như thế kẻ sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự giả dối lừa đảo linh hồn họ. Vì sự say mê giả dối làm cho linh hồn họ ra tối tăm, vì tình dục làm cho điên đảo linh hồn trong sạch. Dù kẻ lành chết sớm, nhưng họ có nhiều thời giờ làm việc lành, bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu gì, không quan tâm đến sự kiện ấy, vì Thiên Chúa ban ân sủng cho các thánh của người, tỏ lòng từ bi đối với các người và ngoái nhìn đến những kẻ Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Người đời phải qua anh em những người thừa hành của Chúa và như những người quản lý phân phát những mầu nhiệm của người. Vậy đức tính mà chủ đòi hỏi trước hết ở người quản lý đó là lòng trung thực. Về phần tôi, tuy lương tâm không khiển trách tôi điều gì, tôi cũng không dám cho mình là chính trực. Đấng xét xử tôi chính là Thiên Chúa. Vì vậy anh em đừng xét xử làm gì, hãy đợi Chúa đến. Người sẽ mang ra ánh sáng hết những gì che đậy giấu giếm trong đêm tối. Người sẽ tiết lộ những ý định đen tối trong đáy lòng con người. Khi ấy, ai lấy đều lĩnh đời theo với công của mình. Đó là lời Chúa. Vào cùng Cha,
nói: Lạy Cha là Chúa để trời đất, con xin lời khen Cha. Vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha vì đó là điều đẹp quý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bổ dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chúng ta cử hành lễ nghi an táng hôm nay đây cho cụ Maria, một tuổi đời trường thọ, một cuộc sống dài lâu trên cõi dương gian này. Chính vì những lẽ ấy, trong những thức an táng này, trước hết chúng ta hãy hiệp ý cùng với gia đình con cháu của cụ và cùng cộng đoàn giáo xứ Đông Xuyên để tạ ơn Thiên Chúa cho cụ Maria được sống trường thọ. Cụ còn đi lễ và tôi còn cho cụ chỉ quan trọng. Với vốn quý thời gian mà Chúa đã cho cụ được sống lâu như thế, cụ Maria đây chắc chắn ai ai trong chúng ta cũng đều quá biết rõ về cụ, về con người nên hương sáng, về nhân đức, về những người nữ, những người đồng trang lứa thì có thể nói ăn ở cùng với dân làng xóm láng rất là. Con trai của cụ đều cống hiến cho tổ quốc, họ đều là các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Từ chiến trường quê của cụ như thể là một gia đình truyền thống nổi tiếng ở Đồng Xuyên, và còn nhiều giáo xứ trong địa phận rất cần ông và muốn ông giúp trong những dịp lễ trọng. Vậy thì giờ đây ông lại thêm với một tinh thần truyền thống của gia đình, một truyền thống gia đình tốt đẹp đẹp đời, và đây cũng chính là bản chất truyền thống của giáo xứ Đồng Xuyên. Các con cháu của cụ là những người rất hiếu học, rất ham học, ham tìm hiểu đạo đời, rất là cân bằng về hai mặt, và đều là những trò ngoan hiền của gia đình, của nhà trường và của xứ Hòa Đạo. Một giáo xứ cần phải có những búp măng non và những mầm măng non như thế là những nội dung mà ông chủ cả nhà xứ đã nói rất chính xác và đúng là như vậy. Xin hãy thưởng công cho cụ Maria. Ước mong gì được như vậy? Là sự sống này và là sự sống. Ai tin thầy thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin thầy thì sẽ không phải chết đời đời. Chúng ta hãy cầu xin chúng ta.
nhận con cái cha là Phù Ba Ya và mở đường nhân từ thứ tha những gì mà Phù đã đối phạm khi còn sống ở thế gian này. Lạy cha, con cái cha là Phù Ba Ya đã sống trọn tình chung thủy với nhau theo nghĩa vợ chồng ở đời này. Xin vì lòng nhân hậu cha cho Phù được chung hưởng trọn vẹn tình cha yêu thương trên chốn hạnh phúc muôn đời. Con cầu xin là Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin cho linh hồn Maria được an nghỉ đời đời. Và được hưởng ánh sáng hàng thu. Xin cho linh hồn Maria được nghỉ trong bình yên. Amen. Mong cho linh hồn Maria và linh hồn mọi tín hữu chờ lòng đất nước Chúa được về nơi an nghỉ đời đời. Con trong thời đa thay nên mẹ Chúa Trời xin chia sẻ cho con lời chúng con liền trong tinh thần lắm chúng con nên tu tập kinh nghiệm như sau. Chính quê hương mẹ hằng trông đợi suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đón tin mà lòng con sắp vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn,
Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi. Từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm không còn con. Lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đâu con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương. Đời mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao không lạy Cha, Cha đã tạo thành trời đất và đặt vị trí cho muôn vị tinh tú. Cha đã lấy nước rửa tái sinh mà cứu con người khỏi xiềng xích sự chết. Cha đã truyền cho Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, sau khi phá xiềng xích địa ngục, đã sống lại để cứu độ những kẻ tin và cho các chi thể của người sống lại. Xin Cha xót thương đói nhìn phần mộ này, để con cái Cha được yên nghỉ theo lệnh Cha và sống lại thật trong ngày phán xét cùng với các người được hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Mẹ bỏ con đi, mẹ
giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ con đi, gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa. Khi con nằm mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm. Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi, gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa. Mẹ bỏ con đi. Phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cùng biển tan sắc màu. Ôi người hãy nhớ mình đã vui đùa, qua màu nuôi tia kỳ vọng. Thank you.
cuồng nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên công cha như núi Thái Sơn. Nhưng tiếp tục cố gắng theo đuổi.
lấy người, vì chính bản thân tôi đã bị Chúa Kitô nắm lấy rồi. Đó là lời Chúa. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to, kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô cờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn chúng em tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: e không đủ cho chúng em và các chị ra hàng mà mua thì hơn. Sau khi họ đang đi mua thì chàng rể đến, những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và đóng cửa lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời ca xuống. Và thường thì cũng vẫn được gọi là bà Trương, vì cụ ông đã làm Trương. Tại sao chúng ta lại gọi như vậy? Đây là ý chính mà tôi muốn cùng quý cô ông bà và gia quyến đào sâu suy nghĩ trong thánh lễ hôm nay. Vâng, thưa quý cô ông bà và anh chị em cùng tăng quyến của Maria, tôi hy vọng rằng nếu chúng ta đã gọi cụ Maria như một và coi cụ như một bà Trương, vì cụ ông Giuse đã làm Trương thì không phải theo cách kiểu của người đời. Một người làm quan thì sang cả họ, hay một người làm quan thì cả họ được nhờ yêu làm ông bà Trương trong gia đình của cụ. Bé hàng ngày đến học kinh tại nhà cụ, lúc cụ ông còn làm Trương, nhất là trong thời kỳ khó khăn, không được dạy giáo lý. Với những hy sinh nho nhỏ, nhiều khi không ai để ý, những hy sinh ấy lại mang lại một giá trị rất cao thượng và có giá trị đặc biệt. Từ quý cô ông bà và anh chị em, kính thưa rằng tăng quyến của cụ Maria, như một truyền thống đạo đức của gia đình, sau khi cụ ông qua đời vì tuổi cao sức yếu, con cái cụ đã thay nhau phục vụ trong vai trò là ông bà Trương, như một truyền thống tốt đẹp, một nhân đức mà cụ Trương Giuse đã để lại. Kể cả khi con cái cụ đã xa quê hương vào đến tận miền Nam, và có thể con cháu cụ ở nơi khác nữa. Và tôi tin rằng truyền thống cao quý này sẽ còn được duy trì trong gia đình cụ. Chính trong hoàn cảnh cụ thể của một truyền thống làm Trương mà chúng ta thấy cụ Maria đã phải cố gắng nhiều thêm hàng ngày. Trước đây thì với cụ ông thì chỉ cố gắng một phần, ngài đã chỉ những người xung quanh và nói với họ rằng: cha mẹ anh chị em của ngài chính là những người biết lắng nghe và làm theo lời Chúa. Cụ Maria đã được con cái cháu chắt và dân làng kính trọng.
nhất là con cháu đã hiếu thảo hết mực, không phải chỉ vì cụ đã yêu thương họ như những người mẹ bình thường trong cuộc sống hàng ngày, như một cách cầu nguyện liên lỉ cho cụ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa, vì đó cũng chính là phương thế tốt nhất để dòng dõi nhân hậu của cụ được Thiên Chúa chúc phúc và được người đời ca tụng. Và cho mỗi người chúng ta hàng ngày biết trung thành sống lời Chúa trong đêm. Amen. Thank you.
kính về nhà Chúa. Trước khi nhờ cái sách này, người chị em tín hữu của chúng con là cụ Maria Bùi Thị Sử được vào nước Chúa rồi được vui muôn đời. Con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa cha, kính thưa thầy phó tế, kính thưa quý phụ huynh trong ban thường trực ban này nhỏ và các ban ngành, kính thưa quý phụ cùng toàn thể cộng đồng, mẹ chúng con là cụ Maria Bùi Thị Sự đã được Chúa gọi về lúc 10:30 tối ngày 15 tháng 7 năm 2010. Con xin đại diện cho anh chị em con cháu cùng chồng họ có đôi lời cảm ơn. Trước hết con xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mẹ chúng con cũng như gia đình chúng con một hồng ân vô cùng to lớn, đó là đã được mẹ con cho chúng con có thể nói là rất thọ 94 tuổi, luôn mạnh khỏe minh mẫn. Mẹ con chỉ bị ốm không gì đã được có 2 tuần mà đã được Chúa gọi về bằng một cách thanh thản êm mãi nhẹ nhàng. Con xin cảm ơn hai cha đã thương cho gia đình chúng con mà đến thăm hỏi động viên chia buồn cũng như đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho mẹ chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn hai cha. Con xin cảm ơn quý cụ cùng toàn thể cộng đồng đã thương đến thăm hỏi động viên và dâng thánh lễ cầu nguyện cho mẹ chúng con cũng như đã giúp đỡ gia đình chúng con trong những công việc tang lễ. Con xin hết lòng cúi đầu cảm ơn. Chúng con cũng xin cảm ơn ban thường trực ban mạnh giáo các ban ngành đã tân non tổ chức cho chu đáo tang lễ cho mẹ chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn quý cha quý cùng quý phụ toàn thể cộng đoàn đã dành cho gia đình chúng con những tình thương và sự giúp đỡ chân thành. Con xin cúi đầu cảm ơn. Thank you.
đời đời. Ngày hôm nay trên thế giới cũng như trên đất nước xã hội Việt Nam chúng ta thường thấy luôn, đặc biệt trên các cái kênh truyền hình, người ta có ca tụng những người mà làm một việc gì đó, chẳng hạn như những ca sĩ có thể hát được một hai bài nổi tiếng, hay các nhạc sĩ sáng tác được một hai bài nổi tiếng, hoặc là những người mà làm được một việc gì đó. Mặc dù có thể những ca sĩ này đời sống rất là bê bối, có thể là hai ba chồng, hoặc là cũng có ca sĩ hai ba vợ, hoặc là cũng có nhạc sĩ hai ba vợ, chỉ cần một hai bài nổi tiếng thì người ta đã ca tụng trên truyền hình hết lời. Hoặc là có những gia đình có con cái đỗ đại học, hoặc là một thành tích gì đó, thì báo chí truyền hình đã đưa cả gia đình, dòng tộc lên truyền hình, người ta đưa lên làm cái gương cho nhiều người học tập về một khía cạnh nào đó. Vậy thì đối với người công giáo nước ta, có những người đã có những thành tích không những về cá nhân, nhưng còn có những thành tích về bề dày của cả gia đình, và không những những cái thành tích bề dày của gia đình về những cái công việc làm ăn thành đạt cũng như đủ yêu thương nhau, nhưng còn cái thành tích về bề dày về chiều sâu của nền giáo dục đạo đức nữa. Vậy tại sao chúng ta không ca tụng, tại sao chúng ta không tôn vinh? Đối với cụ bà Maria của chúng ta hôm nay đây, quả thật cô là một người chúng ta đáng ngưỡng mộ, chúng ta đáng ngợi khen, nếu không dám nói là chúng ta tôn vinh. Thì đối với cô là một người sống có thể nói rằng là cả dân làng chúng ta ai ai cũng đều ca ngợi và ca tụng. Trước khi cụ nằm xuống một cách rất là nhanh và êm ả, như là người con trưởng cụ nay đã nói, thì nhiều bậc đáng kính, người đáng trân trọng ở làng Đông Xuyên đã bảo nói với tôi rằng: "Cụ cha, chúng con sống đã vào tuổi già ở làng Đông Xuyên rồi, nhưng trong một trong những cụ ở làng Đông Xuyên có kẻ tới là cụ bà Maria mà vừa mới nằm xuống vừa mới qua đời hôm nay đây, thì là một người sống thật là tuyệt vời. Có thể nói trong những ngày vừa qua có hai cụ qua đời của một ngày, đó là cụ bà Maria cũng như cụ ông Giuse vừa qua đời. Chúng ta thấy cả nhà thờ có thể nhìn thấy trên đầu những chiếc khăn tang trắng, hầu như là ngồi vào các vị trí ở nhà thờ, thì chúng ta thấy trong kinh thánh giống như khăn tang được đội trên đầu này, chúng ta thấy dòng dõi của cụ xứng đáng là giống như như Chúa đã chúc phúc cho dòng dõi Abraham về đây của chiều sâu với kích thước của đời sống dòng dõi. Thưa quý bà, chúng ta là người sống đã trung tín với lời giáo ước, cụ đã thực hiện lời giáo ước, và đặc biệt đức tin của cụ thật là vững vàng. Trải qua bao nhiêu năm tháng trồng và thương, thì cụ cũng là chung theo các con cái của cụ đã tiếp theo, tức là bận rộn vất vả người đứng ra tham gia vào ban hành giáo, đấy là có tinh thần rất là cao. Vậy hôm nay đây chúng ta nhìn lại gương sáng của cụ bà Maria, điều nổi bật nhất là cụ sống ở dân làng hầu như là rất hòa nhã trong gia đình,
của ông cụ bà khi nhau đã của ông cụ bà đã làm hương sáng trước, thế rồi chính con cháu của gia đình của cụ cũng đã làm hương này, cũng như thầy có thể đã nói đó là truyền thống của một gia đình đã xác tín qua cái việc làm của mình, thứ nhất là thể hiện đời sống hy sinh hàng giờ, hy sinh hàng ngày, năm tháng, năm này sang năm khác, thế rồi lại truyền lại cho con, rồi truyền lại cho sáu cháu để bà tiếp tục truyền thống là gia đình là giáo lễ viên gia đình làm chuyên này. Thế còn gì ở những hương sáng đó ngày hôm nay giáo sứ chúng ta, các dòng tộc, các gia đình khác mà gia đình nào cũng có những cái truyền thống, có những cái việc làm mà để lại góp phần xây dựng cho sứ Bảo Đạo, chắc chắn một giáo sứ sẽ phong phú, một giáo sứ tiếp tục sẽ xây đắp trên cái bề dày của lịch sử, của chiều sâu, của mọi kích thước trong một sứ Bảo Đạo. Cầu nguyện lạy cha, xin cho lời cầu nguyện của chúng con được vang lên với cha, và xin cho những lời nguyện ấy mang lại cho con cái cha là cụ bà Maria niềm hân hoan đời, để khi cha đoái thương tạo thành cụ Maria giống hình ảnh với cha, và làm cho cụ lên kẻ dự phần cùng các hướng tử của cha, con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được an nghỉ đời đời. Amen. Cho linh hồn Maria ở nhiều mọi kín hữu giờ lòng đất.